Ở sao nhà ở sao cái này được cửa vàng ở này. Nhà người ta giàu vâng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Ơi. ơi, cạnh cá này có nuôi hổ ăn thịt người, mà có nuôi hổ ăn thịt người thích ăn là đắt à? Chả nghe cái gì, chả hiểu Tuấn hỏi cái gì. Mẹ Đúng rồi, là ơi, con vi khuẩn ăn người thích ăn đất à? đúng rồi. Đây có cầu đây này anh này. Đâu? Có bật kính lên cho con dịch xuống đi. Được rồi. Con xuống đây cùng anh không? Đâu Không xuống có nữa. có Thật. xuống Vừa đây phải thôi chứ. Đây là thải quá rồi. Ở đây thì bây giờ thì con lấy một quả chả có thông gì ai à? ở. Nhặt được nhiều rồi con ạ. Chưa được nhà. Ý là ra nó phải có người chứ, nói thế cho nhà ai. Ra nó phải nhìn thấy người chứ này. Nhiều 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 hoa đào đẹp nhỉ con nhỉ. Đấy, cây hoa đào đẹp thế. Thiết kế được một cái đây chắc làm một đống này luôn, đống liền với nhau. Sướng nhỉ. Hoa văn họa tiết này khác. Đẹp, cái này đẹp vẽ này quá. Tham quá. Mẹ sao sao hôm nay nghỉ nhiều thế? Mai đi học rồi con. Mai học bài rồi. Đập 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 vẽ vẽ nhìn thấy đã thấy sợ rồi. Đi đi xem nhà ma đi. Hết đường rồi anh ơi. Đi xem nhà ma đi. Bây giờ đi đâu? Thôi tắt bỏ nhanh nhá.